Sáng 24 tháng 7, ông Phan Đình Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết người đàn ông ở địa phương này bị đàn ong vò vẽ đốt nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đã tử vong. Trước đó, sáng 23 tháng 7, anh LVP 31 tuổi, chú thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây trong lúc vào rừng tìm tổ ong vò vẽ để lấy nhộng ong bán kiếm tiền thì bị đàn ong đốt vào mặt. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 23 tháng 7, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận anh P trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, bị sốc phản vệ do ong đốt. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có tiền sử dị ứng, bị ong vò vẽ đốt, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, được cấp cứu tại Sư đoàn 315 nhưng không thành công, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Các bác sĩ đã xử lý theo phác đồ sốc phản vệ độ 4 do ong đốt thì có mạch và huyết áp trở lại. Khám đánh giá tình trạng cho thấy đồng tử giãn hoàn toàn, đáp ứng kém ánh sáng, hôn mê sâu. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào khoa hồi sức tích cực, chống độc trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp cấp cứu có mạch trở lại. Bệnh nhân hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, tiên lượng tổn thương não sau ngừng tuần hoàn, tình trạng hết sức nguy kịch. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng lúc 18 giờ cùng ngày. Tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nặng, đến rạng sáng nay anh đã tử vong tại bệnh viện. Thi thể anh P cũng được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Hoàn cảnh gia đình anh P khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, nuôi ba đứa con nhỏ 4 đến 6 tuổi. Vợ của anh P ở nhà lo cho ba đứa con, vừa qua anh được nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà. Anh P không có việc làm ổn định, ai kêu đâu làm đó, đang vào mùa ong nên anh đi bắt lấy nhộng, mật ong kiếm tiền về trang trải cuộc sống, nuôi các con.